Dạ vâng, xin chào mừng toàn thể các bác đã đến với kênh của Minh Vũ Audio. Các bác thân mến, các bác hãy nhấn đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất được cập nhật hàng ngày. Vẫn là những cái dòng mic NR, phải nói là đẹp, quá đẹp, em chỉ còn có mấy bộ thôi. Nó đẹp từ hình thức cho đến khi chúng ta sử dụng để ca hát thì con này rất là sang chảnh, tiếng hay. Dòng này clip trước em cũng đã giới thiệu các bác rồi, nhưng nó thật là cũng không có thời gian quảng cáo nhiều. Đối với dòng mic này thì bác nào đã từng chơi rồi thì các bác sẽ biết được là cái độ hay và chất của nó. Đi 1 2 5 6 nó đủ dạng như là đủ dài như rồi loa bác trông chép, nó có độ dày, độ sáng và nó là hay. Đối với dòng mic như thế này thì các bác đi làm xô chậu đấy, hay là nắp phòng hát chơi gia đình, nó cũng đều mang lại cho chúng ta hiệu quả rất là cao. Với mức giá là 3.300.000 thì em tin chắc rằng không có cái dòng mic nào có thể vượt qua được nó các bạn. Đây, toàn bộ mặt vỏ, có nghĩa là vỏ, từ vỏ cho đến rõ nhá, là được mạ chrome titan này. Con này thì nó chống được cả nước nhá, nhưng mà nhớ khi anh em tắt test nước thì vặn cho nó chặt rồi. Tất cả những cái đầu nối nó có giòn cao su này, vặn chặt vào. Và khi nhấc ra thì nói chung cũng không ai rảnh rỗi đi tháo nước cả. Thì nó sẽ bị ướt cái côn này nó vẫn chống nước nha các bác nhá. Nhưng mà mình lau khô nó đi, sấy khô đi rồi hãng sử dụng. Đấy là trong cái trường hợp mà mọi người muốn tét nước. Em còn có mấy bộ thôi, 1, 2, 3. Và bộ này đang test cho anh ở trên Hà Nội. Mức giá 3.300.000 nhá. Cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi. Clip này thì em xin ngắn gọn tại đây. Đối với dòng mic này thì em cũng đã giới thiệu các bác rất nhiều và cũng rất là nhiều đơn vị bán. Những cái dòng tay titan như này thì rất là hiếm nhá. Nhưng mà tay một màu thì nó cái chất lượng nó rẻ hơn rất là nhiều. Rồi, xin chào các bác nha.